Liverpool thắng chật vật, Tottenham Hotspur ngã ngựa. Tại vòng 37 giải Ngoại hạng Anh, Liverpool giành chiến thắng vất vả với tỷ số 3-2 trước Newcastle United. Hai đội đã có màn rượt đuổi tỷ số mãn nhãn trước khi Divock Origi ấn định chiến thắng cho Liverpool ở phút thứ 86. Ở trận đấu trước đó, Tottenham Hotspur bất ngờ để thua 0-1 trước Bournemouth và đứng trước nguy cơ mất vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng. Điểm nhấn của trận đấu này có lẽ là hai tấm thẻ đỏ trực tiếp của Tottenham, trong đó có một thuộc về Son Heung-min.